À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 12. Đây, trước mặt ta là một cái cây mai giảo siêu nụ á. Đây là một cây mai giảo con lấy giống từ cái cây mai rừng bông đẹp á. Mai rừng mà bông đẹp á, nụ nhiều á. Nở tốt thì gặp trời lạnh này ghép ra thôi chứ không có gì hết á. Cái hoa này thì năm rồi mình trưng á. Đây, trưng tại nhà mình á thì hoa tươi được 3 ngày á. 3 ngày mới rụng cánh á, chứ không phải một ngày á. Và nở chuyền. Nở rất là đạt á, nở chuyền trong vòng là cỡ 10 ngày chưa hết bông á. Đây, như anh em nào có làm giống này thì cứ yên tâm á. Đây, chứ không phải là một ngày sáng nở chiều tàn đâu. Nếu mà chưng trong mát á. Chưng trong mát thì 3 ngày chưa rụng cánh á, mình bảo đảm như vậy á. Còn chưng ngoài nắng thì thủ đức ha. Thủ đức hay giống gì của một ngày một là cũng rụng cánh rồi. Đó. Qua một năm chơi á, trời càng lạnh thì nó nở càng càng lâu á, nó tươi càng lâu. Năm nay trời lạnh nè, thả tươi được hơn đó, 4 ngày 5 ngày luôn. Đây là hình ảnh cái cây mai giảo siêu nụ năm rồi nở tại vườn nhà mình á. Cái video mình quay là ngày mùng 4 Tết á. Năm rồi khi mà mình đi bán chợ Tết á thì cái ngày 23 là mình đã đi rồi á. 23 là mình lặt ra nó lên chân rồi. Thì khoảng là ngày 25, 26 là nó đã nở rồi ha. Nó ngày mùng 4 Tết là mở 10 ngày liên tục á. Được kết quả như thế này nè. 10 ngày liên tục á, chứ không phải là một ngày á. 10 ngày là nở chuyền á. Rồi cái hoa này chân trong mát á, thì nó tươi ha. Đó. Hoa thì 8-10 lại thu đất ta, phải quá nhiều hoa ha. Nó rất là đạt. Đó. Thì mình có chưng rồi, mình có kiểm chứng rồi á. Đây, năm rồi thì nói chung là thời tiết năm rồi thì cũng mát à, chứ không có nói là ấm mà cũng không nói là lạnh nữa ha. À, thời tiết Tết thì nó mát mẻ ha. Năm nay thì hiện tại á, vào ngày mùng 8 tháng 12 này thời tiết cũng khá lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống còn có 20 độ à. Ban ngày thì 30, ban đêm là 20 á. Cánh hoa rụng á, nhưng mà rất là nhiều bông á. Còn đây là những hình ảnh á, mình quay ở chợ Tết vào ngày 22 âm lịch ha. Năm rồi trước khi mình đi lên đi chợ Tết đó là mình lên mình coi lô trước ha. Và cái ngày đó thì mình có dạo qua bên Thành Thái á. Đây là đường Thành Thái à, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nè. Đây là một cái lô giảo siêu nụ á, cái lô gốc tứ quý á, được ghép giảo siêu nụ sau khoảng là 10 tháng á. Rồi, cái người bán thì người ta nói là ghép hơn một mùa á, nhưng mà nhìn cái chọc ghép là không có vết đôn á, là không có vết đôn đó. Ghép 10 tháng là sắp đi chợ đâu á. Đây, người ta định giá những cái cây này á thì khoảng là 300 triệu á đó. Thì nói thì nhiều khi anh em đây nghe thì nghe thôi á đó. Chúng ta có tiền thì chúng ta mua, không có tiền thì chúng ta nghe cho vui nha, chứ không có gì hết á. Ở Lái Thiêu, Bình Dương á, người ta đã mạnh dạn ta ghép cho những cái gốc lớn á, người ta đã xuất bán rồi á. Xuất bán rồi, có tiền rồi, thu nhập có tiền rồi á. Đây, cây này người ta bán 300 triệu, chúng ta làm ra chúng ta bán 30 triệu thôi ha. Người ta mạnh dạn ghép vào đây. Giống này rất là mạnh á. Nở rất là đạt khi trời lạnh nè. Đây, giống giảo siêu nụ á. Ghép vào là nó đơm nụ luôn à. Rồi, còn hôm nay á, mình ghé nhà của ông bạn á, ông xuống lá hàng loạt rồi. Xuống lá cái đây được 2 ngày rồi ha. 2 ngày thì lá nó mấy cái lá nó thấy nó khô rồi ha. Đây, hiện tại thì không có tưới nước á. Cây nào khô quá thì chăm chăm thôi. Đây, vàng nụ nè. Đây, cái giống là một chuyện á, cái giống là nó sai nụ là một chuyện, phải một cái phần mà nó lên đẹp như thế này là phải do kỹ thuật chăm sóc nữa ha. Chứ mà chúng ta bỏ mặt cái giống không thì cũng không được. Giống thì nó đã tốt rồi nhưng mà phải còn cái công người chăm sóc nữa ha, thì nó mới lên đều, mới lên chắc được đó. Còn người ta không biết chăm sóc á, người ta bỏ bê nó thì nụ lép không à. Mặc dù nụ rất là nhiều á nhưng mà nụ lép không à, thì không có được hoàn hảo á. Đó, do người chăm sóc nữa. Đây, nụ nó tròn không à. Cái này hổm ra thời tiết lạnh á, ban đêm xuống còn có 20 độ ha.
thì mình có coi mấy cây thủ đức á thì nó bị đen nụ á đó, còn cái này thì nụ nó chắc nó mẩy ra. Cái này thì lạc lá sau thủ đức ha, thủ đức thì lạc mùng 6 á, còn này lạc mùng 7 mùng 8 sau 2 ngày á. Nè, ít bữa nữa khi mà lên chân á mình sẽ cập nhật tình hình cho anh em xem á. Đối với cái giống này thì chúng ta không cần tham để nhánh nhiều quá đâu ha, chúng ta bấm cùi cùi á, cùi cùi thì nụ có đơm đặt trên đó, bấm cùi 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 thì nó nở ra nguyên chùm vậy ha. Đó, như cái đầu cành này nè, đấy chúng ta bấm thúc ở ngoài á, bấm bấm thúc vô, thúc phần ngoài vô thì nó còn những cái rất là nhiều nụ bên trong nó nở á, một cái là nguyên chùm nhé, nhìn cây nó xơm tụ á. Này toàn bộ đây là giảo siêu nụ không á, đây. Đây vườn của ông anh bạn này đây, đây thì nói chung là làm mai nào cũng làm á, nói chung là khi mà đã lên chợ thì không có phân biệt cái thằng nào ở đó á, không phân biệt giống ra, thằng nào nở đẹp nở đúng á thì là bán được thôi. Còn thương lái người ta mua thì người ta chọn giống này giống kia, giống thủ đức đầu nụ bự đâu ha, còn khi mà là ra chợ rồi thì thằng nào cũng giống như thằng nấy á, mai ghép với lại mai rừng mai nguyên thủy gì đó, cái nào thằng nào cũng giống như thằng nấy thôi, bông nở đều nở đẹp á là bán được thôi, người mua người ta không có quan trọng á. Cho dù cái giống mà giống VIP, giống giống dữ đi chăng nữa ha, giống cao cấp mà lên chợ nở dở ẹt thì cũng không được á, giống như giống cúc VIP á, cúc VIP thấy hoa rất là đẹp á mà lên chợ rất là khó bán á, nó nở bông đẹp mà cây nó có 2-3 bông mà người ta mua về là làm gì á, 2-3 bông hoặc chục bông thôi. Còn cái cây như cây mai rừng, cây mai mai tàng thông, mai nguyên thủy á, ở kế bên á mà nó bông quá trí bông luôn á, bông 5 cánh 8 cánh thôi mà bông đặc hết trơn á. Còn cái gì người ta mua sưu tầm thì không nói á. Sau khi lặt lá nè, nó lòi nụ ra mê ly chưa. Đây là cây ghép được một mùa rưỡi á, 18 tháng thôi đó. Còn những cái cây mà ghép 2 năm 3 năm á thì nó còn dữ dội hơn nữa ha. Đây, đây là những cái lô cây này chỉ ghép được có 18 tháng thôi, qua một lần bấm đôm á, chưa được 2 năm á, 1 năm rưỡi thôi. Một năm rưỡi là xuất bán có thể xoay đồng vốn rất là nhanh á. Thích hợp ghép để người ta đi chợ á, làm kinh tế mà, làm kinh tế làm cây mai 2 năm á, chứ làm cây này 4 năm 5 năm á, là 4 năm 5 năm á thì xoay đồng vốn nó rất là lâu á. Và giống này rất là mạnh á, rất là mạnh luôn, thích hợp cho chơi lâu dài được ha, nhựa sống rất là mạnh luôn. Cái mùa nước mặn năm 2020 á kéo dài khoảng 6 tháng đấy, thì cái những cái cây này á thì cũng có tưới, nói chung là tưới nước ít ha, 0.3 0.4 thôi đấy, nhưng mà nó không có, nó không, nói chung là nó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng á, nhưng mà nó không có đến nỗi mà nó suy nó kiệt luôn á, nó vẫn phát triển trở lại á, rất là mạnh nè. Cái ông anh này thì ông cũng rất là kỹ á, đây nước mặn thì ông đo, nhưng mà dưới mức 0.4 0.5 thì ông tưới, còn trên đó ha, trên đó thì ông pha nước, mua nước về pha ra ha, nên làm cây rất là chuẩn á. Cái giống là một phần á, còn càng phần nữa phải do kỹ thuật ha, nó đã nụ nhiều nhưng mà phải làm cho nụ chắc á, nụ chắc thì phải đi phân đi nước đồ á. Cái bức biết bao nhiêu năm kinh nghiệm á, ổng làm á. Nụ chắc mẩy không á, mà chi chít đây là những cái nụ chắc á. Nụ tròn, nụ chắc. Đó, do kỹ thuật nuôi á. Với lại khi mà ít nhất cây mai làm để đi chợ á, thì tốn thời gian là cũng khoảng gần như là một năm rưỡi á, đến 2 năm á. Đó thì nụ nó mới đủ sức á, còn ghép có mấy tháng á thì không thể nào mà cho hoa đủ sức được ha.
dắt dây, dắt dây nè, quá đã. Một năm rưỡi thôi. Siêu nụ quá. Đây. À, đây là một cái mai giảo con á, khi mình nói thì nó lôi lôi hoài không có gì á, mai tàn bông đẹp ghép ra thôi. Nếu chúng ta có đi chợ á, và ở trong vườn chúng ta có cây nào mà mọc hoang mà bông đẹp á, bông đẹp mà nụ sai nụ nhiều á, thì chúng ta ghép ra thôi á, chúng ta có thêm được giống mới nữa, có thêm được giống mới nữa ha, giống giống mai riêng của chúng ta, giống mai duy nhất á, cũng giờ ương hột ra, ương ngàn cây thì đã lên ngàn giống rồi. Không có nào giống nào hết á, gần gần thôi chứ không có nào giống nào hết á. Khủng khiếp chưa, quá trời luôn á. Mê ly chưa, nuôi 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 luôn ha, quá đã ha. Nụ nhiều mà hoa nó dễ nhìn á, cái phơm hoa nó dũng parabol, cánh sắc nét á, rất là dễ nhìn. Nùi nùi luôn ha, một năm rưỡi thôi, một năm rưỡi là xuất bán rồi. Đây, khi mà lặt lá xong á, cây chúng ta phải để ngoài nắng á, nắng tốt thì nó mới nở tốt được. Rồi, chúng ta cùng xem lại những hình ảnh á, hình ảnh những cây mai giảo siêu nụ này. Đó, kết video thì mình sẽ quay lại chiếu lại hình ảnh cây siêu nụ nở năm rồi tại vườn nhà mình á. Nở 3 ngày liên tục, không có rớt cánh á, và nở truyền 10 ngày. Rồi, chúc mọi người xem video vui nha. Một cái giống đáng để chúng ta sưu tầm á. Người ta đã làm rồi á. Đây, đi mình đi đây như ở vườn Mai Phương Bình ở ở Thủ Đức ha. Đây cũng là giống này đây, người ta đã làm rồi, người ta đã thành công rồi á, người ta đã bán được cây, đã kiếm được tiền á. Đó, thì ta đừng có băn khoăn á. Đây. Chung là thấy người ta làm á, chúng ta trải nghiệm mà chúng ta biết thôi. Cái giống là một phần á, một phần là phải do kỹ thuật nữa ha. Mà đặc điểm của cái giống này là trời lạnh dễ nở, sức sống mạnh á. Đó, thì đó là cái ưu điểm của nó. Còn cái hoa nó thì chấp nhận được á. Nếu mà chúng ta dùng cái thực bấm chặn á, để ít bông thôi. Đó thì hoa vẫn to bình thường á, đủ lực thì hoa vẫn lớn á.